con, chưa đến tuổi lấy vợ. Hello gái tháng tư. Hello em bé 3 tuổi. Ăn đi. Chào Hoàng Ngọc Trâm. Rồi bạn nào vừa đợi, vừa nãy bỏ tặng cá giống như mình đâu nhỉ? Rồi. Chào Tim Lạnh. À, Quang Dũng chuẩn bị về rồi nha các bạn nha. Quang Dũng điều trị bệnh cũng tương đối ổn rồi. Thế chuẩn bị về rồi. Nhớ Quang Dũng à? Quang Dũng thì không phải chỉ có các bạn nhớ đâu, anh em mình cũng nhớ. À. Hello bạn Tim Lạnh nha, đúng rồi. Tất nhiên là phải nhớ vợ nhớ con à. Đi xa à, cũng thế thôi. Không riêng thì mình à cũng vậy. À, nhưng mà có vợ có con vào thì sẽ rất nhớ mọi người. Hello Hạ Long. Vợ anh dạy tiếng Hàn à? Không, vợ mình dạy tiếng Trung các bạn. Vợ mình dạy tiếng Trung. Hello Hiếu Anh. Có Tết hôm nay à? Tết có về. Em chào chị Thúy nha. Có chị ạ, nhớ lắm. Nhà nào cũng gọi leo nhau làm gì, bạn cầm gậy làm gì ấy? Lôi, tu gì? Apa nhà Gali nhỉ? Đây. Rồi. Apa nhà? Hello Trần Minh Khôi nha, bán hết mía chưa? Mía mình chưa bán, mới bán được có gọi là một phần mấy thôi. Còn đang rất là đẹp. Mateo Ajuda. Mình mới đi mà, mình mới sang được có từ tháng 3 bây giờ tháng 9 mới được gần 6 tháng các bạn. Không, Dũng đâu rồi, không về Việt Nam các bạn. Dũng ở bên này mà. Hôm nay đang chữa bệnh bên này. Nó điều trị bây giờ cũng gần ổn rồi, chuẩn bị về với anh em rồi. Gà nhà mình bây giờ ngày nào cũng mua. Rồi. Chào chị Thanh Huyền. Ôi lôi giỏi nha. Chào bạn Lê Tiến. Hello cục bột nha, sao tối mọi người không đi ra ngoài vậy ạ? À, thực tế thì ở bên này cái tình hình an ninh trật tự nó không giống như Việt Nam mình. Thế là buổi tối thì nhà nào cũng vậy các bạn. Nhà nào thì cũng tường cao cổng kín. Cửa đóng như là các cụ mình bảo là gọi là cửa đóng then cài. Không đi đâu ra khỏi nhà buổi tối cả. Chào em bé 3 tuổi, cái gì đây, buồn quá, anh không bơ rồi, anh không bơ đâu. Thế cái gì ấy? Thế kế bên nhà có xe cảnh sát hả anh? Đó. Không, xe cảnh sát thì anh em mình ở cách đồn công an cũng có đoạn thôi, 200m, gọi điện cả anh chạy đến nhanh á. Không cần thịt gà tiếp đón em đâu ạ.
em mà sang thì bọn anh thịt cả đà điểu để tiếp đón luôn như mày gà. Chào bạn Hằng QB, mấy nữa cho bơ sang du lịch không không em ạ? À, cháu bé quá, đi đường xa hai mẹ con mệt, thế ở nhà cho nó lành. Hello Hương Nguyễn, em đặt vé luôn đi, bé 3 tuổi sang đây. Vịt trời, ngan trời, rồi đà điểu, rồi cái gì cũng có. Hello Ngọc Huyền nha, chi phí sang Angola khoảng bao nhiêu? Cũng rẻ thôi, đi du lịch thì rẻ lắm mà, mấy chục. Vé sao vé du lịch cho đây rẻ quá ạ. Hello Thiên Gia An Shop nha. Chào Phượng. Tuyển nữ làm việc không anh? Còn anh chỉ tuyển nam thôi, không tuyển nữ. Tuyển nữ sang đây nhà toàn đàn ông, sang làm nào được. Chào bạn gì tên Hàn Quốc nha, không biết đọc. Hello Cà Mau đêm. Hello Mỹ Hạnh Nguyễn, đúng rồi. Ông Lôi với cả Tuti là hai ông bạn thân với nhau bây giờ. Đấy, cứ gọi được ông này vào thì ông kia lại im mất. Hello Tuấn Tài nha, có tên về. Ui giời, thế mình cứ tưởng là cả. Sorry nha. Hello Cà Mau Diễm. Lôi con được về không? Lôi con về không thì mình chưa biết được. Nam á, Nam đi đâu mà? Nam đâu? Nó chắc là miền sau mà từ sáng rồi. Đúng rồi, bà Lệ về thì anh mới đổn này chứ. Nếu mà Lệ đang ở đây giờ này á, kiểu gì cũng lấy bút ra kẻ mày cho mình này, xong rồi hướng dương này không được ăn tự nhiên này đâu. Bà ra bà giật hết, chanh hết. Chào Mạnh, 67899. Hello Hoàng Long nha, Lục Nam cách nhà mình khoảng tầm 30 cây. Hả? Cái gì? Đây, ông đây. Trốn suốt từ nãy giờ. Mệt chưa? Mệt. Ừ, thế ngồi nghỉ nha. Ngồi im nha. Dạ. Ừ, ngồi ăn đi. Đây, ăn đi. Có người gọi Lôi ơi kìa. Lôi chào cô Hoài. Chào cô Hoài. Hello Trang Sốt 88, anh Linh quê đâu mình, quê Bắc Giang. Chào cô Hiền Nguyễn. Chào cô Hiền Nguyễn. Ừ.
chú đu bàn. Tu Ti ơi kìa, có cô nào gọi Tu Ti ơi kìa? Không biết. Để con chào cô đi. Chào cô. Lời ta pro qua là gì? Sakayaki. Ai ye. Lôi làm rơi một hạt trứng dương mà đi xuống gầm bàn để tìm nhặt băng được cái thôi. Bên này thời tiết giống như ở trong Đà Lạt. Ban ngày nắng, gió nhưng mà không oi bức giống như ở ngoài miền Bắc và miền Trung. Cái thứ hai là đêm nó sẽ lạnh, có thể đắp chăn quanh năm được. Chỉ ở cái tỉnh này thôi các bạn, có mấy tỉnh thôi, còn ví dụ trên khu vực thủ đô Luân Đa thì nó vẫn nắng nóng bình thường. Lôi ơi kìa, chào chú Mạnh. Chú Mạnh. Và là áo chào chú Mạnh. Chào chú Mạnh. Rồi, được rồi, chào chú Mạnh thế là được rồi, chào một lần thôi. Tôi tin. Thao làm sao tiền đấy? Mana, pasia quanto? 3 mil.